sáng ngày 18 tháng 3, công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024. Tại đây, chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ đã công bố thông tin chấn động, ông sẽ để lại tài sản và trách nhiệm cho cô con gái út sinh năm 2001. Chủ tịch Hoa Sen cũng tiết lộ kế hoạch ban đầu là giao lại tập đoàn cho một đại gia. Trong đó, các thành viên lãnh đạo của Hoa Sen đã tiến hành các cuộc gặp gỡ với vị đại gia này khoảng 3 đến 4 lần, nhưng sau đó đều cho rằng không thể chuyển giao được. Hiện người đứng đầu tập đoàn Hoa Sen có ba người con là Lê Hoàng Vũ Trí, Lê Hoàng Diệu Tâm và Lê Hoàng Diệu Thiện. Hiện tại trong ba người chỉ có hình ảnh của Lê Hoàng Diệu Tâm xuất hiện trên truyền thông, cô có vẻ ngoài rất xinh đẹp và đang là CEO Hoa Sen Concert. Trong đó, người con gái út sinh năm 2001 được chọn để kế nghiệp ông Vũ tại tập đoàn Hoa Sen. Ông Vũ cho biết con gái út đang học song song hai bằng đại học tại Australia. Các thành viên trong hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Sen cũng đồng tình với lựa chọn này. Con gái học xong sẽ về công ty làm việc từ vị trí nhỏ nhất, kế toán, nhân viên văn phòng và có 10 năm để rèn luyện. Nếu sau 10 năm, con gái không muốn kế thừa sẽ tính hướng khác, chủ tịch Hoa Sen nói